Các cô ơi, trứng rán cần mỡ, bắp rán cần bơ, pantado cần phải có các cô. Xin chào tất cả các chị em đang là giáo viên và nhân viên làm việc trực tiếp tại Trung tâm Anh ngữ Pantado. Hôm nay em rất là vui được gửi đôi lời chúc tới tất cả các chị em nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Đầu tiên thì em xin phép được gửi lời chúc tới tất cả các cô giáo là người đang trực tiếp giảng dạy tại Trung tâm Anh ngữ Pantado. Thì chúc cho tất cả các cô luôn luôn xinh đẹp, mãi mãi tươi trẻ và tự tin thành công trên con đường và sự nghiệp giảng dạy của mình các cô nhé. Và các cô hãy luôn cùng nhau chúng ta cùng thực hiện sứ mệnh của Pantado là cân bằng chất lượng giáo dục, và khẩu hiệu của chúng ta là lan tỏa thương yêu, tự hào thương hiệu. Thứ hai, em muốn gửi lời chúc tới tất cả các chị em là người đang làm việc trực tiếp tại phòng kinh doanh và phòng chăm sóc khách hàng của Pantado. Chúc cho tất cả những bông hồng thép của cả hai phòng luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc để chúng ta cùng nhau chiến đấu hết mình vì công việc, vì Pantado các chị em nhé. Vâng, lời cuối cùng thì cho em chúc tất cả các chị em tại Pantado ngày 8 tháng 3 hạnh phúc ngập tràn, muôn vàn yêu thương. Xin cảm ơn tất cả mọi người.